Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh VNTech của chúng tôi. Và ở video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về một website rất hữu ích. Chúng ta có thể làm được rất nhiều việc với website này. Như vậy, tất cả công cụ cần thiết để làm việc với tệp PDF chỉ trong một. Và điểm đặc biệt đó là tất cả các chức năng này đều sử dụng 100% miễn phí và dễ dàng sử dụng, cho phép chúng ta có thể trộn, tách, nén, chuyển đổi, xoay, mở khóa hoặc thêm watermark cho tệp PDF chỉ với vài click. Tôi sẽ giới thiệu qua cho các bạn về các chức năng chính như sau. Đầu tiên đó là Merge PDF, cho phép chúng ta có thể trộn nhiều tệp PDF thành một tệp duy nhất. Tiếp theo, Split PDF, cho phép chúng ta có thể tách một hoặc nhiều trang PDF thành riêng lẻ. Nén tệp PDF, Compress PDF, cho phép chúng ta có thể giảm dung lượng của tệp PDF xuống mà vẫn giữ nguyên chất lượng. Tiếp theo đó là PDF to Word, cho phép chúng ta có thể chuyển đổi từ tệp PDF sang Word. Chức năng tiếp theo đó là PDF to PowerPoint, cho phép chúng ta có thể chuyển đổi từ tệp PDF sang tệp PowerPoint một cách rất đơn giản. PDF to Excel, chuyển từ tệp PDF sang tệp Excel. Và Word to PDF, cho phép chúng ta có thể chuyển đổi tệp Word sang tệp PDF. PowerPoint to PDF, cho phép chúng ta có thể chuyển đổi từ tệp PowerPoint sang PDF. Excel to PDF, chỉnh sửa tệp PDF. PDF to JPG, cho phép chúng ta có thể chuyển đổi tệp PDF sang tệp ảnh có đuôi JPG. Và từ JPG sang tệp PDF, cho phép chúng ta có thể chuyển đổi các hình ảnh đuôi JPG sang tệp PDF. Size PDF, cho phép chúng ta có thể ký vào tệp PDF. Watermark, cho phép chúng ta có thể đóng dấu bản quyền tệp PDF của chúng ta. Rotate PDF, cho phép chúng ta có thể xoay trang của tệp PDF. Và HTML to PDF, cho phép chúng ta có thể chuyển đổi một trang web ở dạng HTML sang tệp PDF. Mở khóa tệp PDF. Và Protect PDF, cho phép chúng ta có thể bảo vệ tệp PDF bằng mật khẩu. Organize PDF, cho phép chúng ta có thể sắp xếp các trang của tệp PDF, xóa các trang hoặc thêm các trang vào tệp PDF của chúng ta. Chức năng chuyển đổi từ tệp PDF sang PDF, duyệt A. Repair PDF, cho phép chúng ta có thể chỉnh sửa tệp PDF. Page Number, cho phép chúng ta có thể thêm số trang vào tệp PDF một cách rất đơn giản. Đó chính là website I Love PDF ở địa chỉ https://www.ilovepdf.com, một đường dẫn rất dễ nhớ. Như vậy chúng ta có thể sử dụng trực tuyến ở trên website này. Nhưng với cách sử dụng trực tuyến thì chúng ta phải mất thời gian để upload hình ảnh lên website này và mất thời gian để tải về sau khi sản phẩm hoàn thành. Ngoài ra máy tính của chúng ta phải kết nối Internet mới có thể sử dụng được các chức năng này. Do đó để khắc phục tình trạng này, chúng ta sẽ sử dụng bản offline. Và khi sử dụng phần mềm, chúng ta có thể sử dụng offline, có nghĩa là máy tính của chúng ta không cần phải kết nối Internet mà chúng ta vẫn có thể sử dụng được phần mềm. Và phần mềm này hoàn toàn miễn phí. Để có thể tải về phần mềm này, chúng ta sẽ truy cập vào trang chủ, sau đó chúng ta sẽ click vào biểu tượng I Love PDF Desktop ở đây. Chúng ta có thể làm việc offline. Chúng ta sẽ click vào. Sau đó tại mục Download for Windows, các bạn sẽ click vào biểu tượng dấu mũi tên ở đây. Chúng ta có thể sử dụng phiên bản dành cho Windows 64-bit hoặc Windows 32-bit. Hoặc chúng ta cũng có thể tải về cho hệ điều hành Mac. Ở đây tôi sẽ click vào Download for Windows. Chúng ta sẽ chọn nơi lưu và chọn Save. Như vậy quá trình tải về đã thành công, các bạn sẽ click vào để tiến hành cài đặt. Chọn Next. Chọn tôi chấp nhận với điều khoản, chọn Next. Install. Chọn Finish. Như vậy đây là giao diện của phần mềm I Love PDF chúng ta vừa tải về. Ở phía trái chúng ta có mục Open File, hoặc chúng ta có thể kéo thả file vào đây. Đây chính là file chúng ta cần xử lý.
Chúng ta sẽ có các chức năng như sau, đó là trộn tệp PDF, tách tệp PDF, giảm dung lượng của tệp PDF, xóa các trang của tệp PDF, chuyển đổi hình ảnh về tệp PDF, chuyển đổi PDF sang dạng JPG, chuyển đổi PDF sang Word, chuyển đổi PDF sang Excel, PDF sang PowerPoint, Word sang PDF, Excel sang PDF và PowerPoint sang PDF. Xoay các trang của tệp PDF, bảo vệ tệp PDF, sắp xếp các trang của tệp PDF, chỉnh sửa tệp PDF, thêm số trang của các tệp PDF, thêm dấu bản quyền các tệp PDF và mở khóa tệp PDF. Các chức năng có biểu tượng của quả địa cầu như thế này đòi hỏi máy tính của chúng ta phải kết nối với mạng Internet. Sau đây tôi sẽ minh họa một số chức năng, ví dụ như chức năng chuyển đổi PDF sang dạng hình ảnh JPG. Chọn Open File. Chọn tệp PDF cần xử lý, chọn Open. Như vậy với tệp PDF này gồm có 5 trang, do đó sẽ tạo ra 5 hình ảnh. Chúng ta sẽ chọn Convert to JPG. Như vậy, sau khi chúng ta đã tạo thành hình ảnh từ tệp PDF, chúng ta sẽ có hình ảnh như thế này. Vâng, rất tiện lợi. Chức năng này sẽ cực kỳ hữu ích khi chúng ta muốn chuyển đổi tệp PDF sang hình ảnh để có thể đưa lên các trang mạng xã hội, cho phép người khác có thể xem trực tiếp mà không cần phải tải về. Chức năng tiếp theo tôi sẽ minh họa, đó là chuyển đổi hình ảnh thành tệp PDF. Chúng ta sẽ click vào Image to PDF, chọn Open File. Tôi sẽ chuyển đổi 5 hình ảnh ở đây về dạng PDF. Chúng ta sẽ click vào hình ảnh đầu tiên, sau đó nhấn Ctrl A để chọn tất cả các ảnh, chọn Open. Như vậy tôi sẽ ghép 5 hình ảnh này thành một tệp PDF. Ở đây chúng ta sẽ có các tùy chọn như sau: Orientation có nghĩa là hướng giấy, Portrait là dạng đứng và Landscape là ở dạng ngang. Chúng ta có thể chọn cỡ giấy ở đây. Thông thường chúng ta sẽ sử dụng giấy A4. Mark-in có nghĩa là lề, No mark-in có nghĩa là không lề, lề nhỏ, lề lớn, ở đây tôi sẽ chọn không lề. Và trộn tất cả hình ảnh thành một tệp PDF. Và cuối cùng chúng ta sẽ click vào mục Convert to PDF. Và quá trình chuyển đổi rất nhanh, chúng ta đã chuyển đổi 5 hình ảnh thành một tệp PDF duy nhất ở đây. Chúng ta sẽ mở tệp PDF này. Như vậy, đây là tệp PDF sau khi chúng ta đã chuyển đổi từ 5 tệp hình ảnh. Phần mềm iLook PDF này có rất nhiều chức năng rất dễ sử dụng ở đây, các bạn có thể tự tham khảo. Như vậy tôi đã giới thiệu cho các bạn về một website cũng như phần mềm iLook PDF cho phép chúng ta có thể thực hiện với đa số các chức năng với tệp PDF. Và trong quá trình thực hiện, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở dưới phần mô tả của video này để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.